Có ba con giáp bước sang tháng 9 âm lịch, hứng trọn lộc trời, vơ vét hết vận may của thiên hạ, cuối năm giàu có, giải hết vận xui, tậu nhà mua xe từ giờ đến hết năm 2024. Thứ nhất là tuổi Dần, đây là con giáp có số cao, mạng lớn, bước sang tháng 9 âm, làm giàu nhanh chóng nhờ sự quyết tâm và liều lĩnh. Con giáp này từ giờ đến sắp tới đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp thăng tiến, cuối năm mua nhà tậu xe là điều nằm trong tầm tay, ngồi mát ăn bát vàng. Thứ hai là tuổi Tỵ, con giáp này giàu lòng thương người, phước cao mệnh lớn, thông minh tài giỏi, không ngại gian nan vất vả. Bước sang tháng 9 năm, con giáp tuổi Tỵ vô tình gặp được quý nhân giúp đỡ, từ đó một bước đổi đời, con giáp này nắm bắt thời cơ kịp thời, từ đó tiền bạc khởi sắc như diều gặp gió, có thêm nhiều hợp đồng, tăng thêm thu nhập, việc mua nhà sắm xe là điều dễ dàng. Thứ ba, con giáp tuổi Mùi có sự kiên nhẫn, cần cù, biết nắm bắt thời cơ, tháng 9 âm có thần tài theo gót ban lộc, có vận trúng thưởng rất cao, ngay giải cao nhất. Trong công việc, làm ăn thành công rực rỡ, ra đường gặp quý nhân, về nhà gặp vận đỏ. Từ giờ đến qua năm 2024, tiền bạc hanh thông, mua nhà và tậu nhiều tài sản lớn, ba con giáp này may mắn lộc tài.